Cũng trong sáng nay, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho tiểu thương các chợ đầu mối Hòa Cường và chợ Cồn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Các tiểu thương sau khi nhận được thông báo đã có mặt đúng giờ tại Trung tâm Văn hóa quận Ngũ Hành Sơn để thực hiện đầy đủ các thủ tục trước khi vào tiêm. Công tác phòng dịch được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho buổi tiêm chủng. Sáng nay là tôi được có tin nhắn là để tiêm mũi thứ hai, rồi được tiêm để cho yên tâm để tránh ra khỏi tình trạng dịch bệnh. Tôi hôm nay là đi xin mũi tuổi thứ hai, phải là đầy đủ sức khỏe để mà cho mình giữ bản thân mình và cho cộng đồng. Buổi tiêm chủng sáng nay là ngày thứ tư theo kế hoạch tiêm chủng của quận Ngũ Hành Sơn. Trong các ngày trước đó, Trung tâm Y tế quận đã triển khai tiêm cho các nhân viên công ty dược phẩm, các siêu thị và các công ty hải quan, hàng không đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số lượng tiểu thương của ba chợ nó là trong kế hoạch mình là 1.000, nhưng mà do là họ dính vô phong tỏa cứng với lại họ bị F0, F1 cách ly á, cho nên là hiện tại là đối tượng của mình được 750, và cái số mà đối tượng còn lại đó là họ đã thống kê cho mình để cái đối tượng nó khi nào hoàn thành cách ly thì mình sẽ tiếp tục triển khai tiêm vét cho họ để cho đủ 2 mũi hoàn thành cho họ.